Sau thời gian theo dõi, trinh sát đường đi nước bước của phân bón giả bán về nhiều tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả quy mô lớn. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khám xét công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức, địa chỉ cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, do ông Nguyễn Đức Đề làm giám đốc. Tại các kho sản xuất chứa hàng công ty phát hiện trên 271 tấn phân bón vi lượng giả. Nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón giả bán ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Quảng Ngãi tổ chức lấy mẫu phân bón để giám định. Này là do khách hàng họ cái giá nó thấp, bây giờ họ buộc phải làm để cạnh tranh. Mà trong này nó thiếu thành phần bon. Thiếu thành phần bon là thành phần như thế nào? Bon thì chống rụng trớ. Bước đầu xác minh, nhiều bà con nông dân đã sử dụng phân bón giả, gây cháy lá cây nông nghiệp và hoa màu, làm thiệt hại quá trình canh tác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố giám đốc Nguyễn Đức Đệ về hành vi sản xuất, buôn bán trên 271 tấn phân bón giả. Cái công ty này là bán ở ngoài tỉnh, trên cái địa bàn của tỉnh Tây Nguyên và của tỉnh phía Nam, và làm theo các cái đơn đặt hàng. Do vậy thì trinh sát cũng đã tiến hành thu thập tài liệu và cái quy trình sản xuất cũng như cái thủ đoạn và các cái việc liên quan đến cái hành vi sản xuất và mua bán của công ty này. Cái hàng giả này nó đến cho việc phân bón của như đến các cây sản phẩm này, đến cái nguồn đem lại chất lượng nó không có câu. Nhưng mà giá thành rẻ cho nên là đến ảnh hưởng đến cái việc sản xuất của bà con nông dân rất là lớn. Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng trong nước ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy, gây thiệt hại cho người nông dân, nhà nước và doanh nghiệp. Việc triệt phá của lực lượng công an Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn cơ sở đầu não sản xuất phân bón giả.